các bệnh viện sản nhi lớn như bệnh viện Hùng Vương, tại sao lại không làm? Không thể ngồi để mà chỉ cười được, đúng không? Mà phải làm để cho đấy gì? Cho cộng đồng, cho xã hội, cho các đứa trẻ sơ sinh. Mà đấy chính là tương lai của dân tộc của chúng ta đấy, nòi giống của chúng ta đấy, tránh bệnh tật đấy, phát triển tốt đấy. Và cái nguồn này thì nếu chúng ta làm tốt thì nó rẻ nhưng mà lại rất có giá trị. Và tôi cũng mong rằng đây là bệnh viện Từ Dũ là cơ sở đầu tiên khai trương cái ngân hàng sữa mẹ, nhưng cần phải được triển khai rộng ở trong tất cả các khu vực trên toàn quốc. Và chúng ta thu hút không phải là chỉ đến bệnh viện đâu, mà nguồn sữa này chúng ta thu hút mọi lúc, mọi nơi, ở nơi nào có khả năng, có điều kiện thì chúng ta cứ làm. Mẹ, riêng lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì phải nói là rất là quan tâm và ủng hộ, đặc biệt là Phó Giáo sư Tăng Chí Thượng là cái người cũng là đồng chủ nhiệm của cái đề án ngân hàng sữa mẹ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi thấy rằng nhiệm vụ của chúng tôi trong tương lai hết sức là nặng nề, và đặc biệt là được sự quan tâm rất nhiều của cộng đồng. Cũng xin phép được nói thêm một cái nhiệm vụ thứ hai nữa của ngân hàng sữa mẹ, đó là cái nhiệm vụ thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, chứ không để những người mẹ trông cậy hoàn toàn vào cái nguồn từ ngân hàng sữa mẹ, mà ngân hàng sữa mẹ chúng tôi còn thúc đẩy cho họ làm sao để cố gắng duy trì được cái nguồn sữa mẹ tốt nhất, chứ không trông chờ hoàn toàn vào ngân hàng sữa mẹ.